rồi, cho con thí năm bon. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình quay chia sẻ cô chú anh chị các bạn cái con máy chơi lái vô lăng. Bây giờ xưởng chế thêm một cái dàn chạc. Cái dàn chạc ở sau nó đen bông luôn nha các bạn. Đây. Đó. Là cái miếng chạc rồi. Miếng chạc này 5 mét nha. 5 mét. Và bắt vô cái sườn máy này nè. Bên kia con cây nữa đó. Là ben luôn, dở lên dở xuống là trang đất luôn, ngồi trên là có cặn ben luôn, là kêu là chế miếng chạc luôn nè. Lái qua lăng luôn mà chế thêm cái chạc luôn. Đây cái khớp ở trên này, khớp này là đầu chịu hai cái thanh chạc ha. Bạn bây giờ đã gắp được cái câu hai cái cần, cái cần đó mà bằng cái bàn chạc, bàn trang đất nha. Đây này cái bàn trang đất nè, đại tây luôn nha bạn, hai cái tây ben luôn. Mình sẽ cũng sẽ để lại số điện thoại trên video, các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ đến xưởng để đặt máy đóng máy nha. Cái con máy này là chế thêm cái dàn chạc, ngồi chạc đất luôn nha, chới rồi chạc luôn.